Hello anh chị, chào mừng anh chị quay trở lại với kênh Xe Lướt Sài Gòn nha. Lại là em Tâm đây, Tâm bán xe có tâm nha anh chị. Rồi hôm nay em lại về một em gọi là siêu phẩm luôn nha anh chị nha. Mới về đích thì luôn, em đang quay anh chị là chất xe mộc của anh chị Kia Carnival. Thì đây là một cái mẫu xe được gọi là đứng đầu trong phân khúc MPV ở thời điểm hiện tại nha anh chị, ở Việt Nam mình. Đó anh chị đi ra đường thấy đó, giờ chạy rất là nhiều xe. Và phiên bản là phiên bản premium nha anh chị, phiên bản premium 2022, có 8 ghế nha anh chị nha, 8 ghế. Rồi chút xíu cùng cùng theo chân em Tâm để khám phá cái em này nha. Em này là nước sơn là hầu như zin hoàn toàn anh chị, zin hoàn toàn luôn. Đó, ở trên cái phần này nó phần cản nó có một vài vết xước nhỏ nè, bên em Tâm giữ lại để giữ cái chất xe zin. Còn nếu mà anh chị nào lên coi ưng cái xe muốn em Tâm xử lý thì em Tâm sẽ xử lý cho. Đó, xe mang cho mình là màu xanh nha anh chị nha. Màu này đi khá là đẹp anh chị. Khá là đẹp luôn. Đó. Về phần tổng thể ấy, thì những đường dập chìm dập nổi trên nắp capo rất rõ nha anh chị, còn rất rõ luôn. Đó, đây là cụm đèn trước nè anh chị, cụm đèn trước thì full led. Đó, rất là đẹp, rất là đẹp. Đây, xe thì mới lăn bánh có 14.000 cây anh chị, xe mới lăn bánh có 14.000 cây à. Đây là bốn âm bốn cái vỏ theo xe nè anh chị. Đó, à để em quay cái, đây là tầng thứ 25 của năm 21 nè anh chị, tầng thứ 25 của năm 21 nè. Đó, mâm thì mâm 19 inch gì nha, mâm 19 inch khá là đẹp. Về cái mẫu Kia này thì em Tâm đánh giá là về cái trải nghiệm nội thất khá là tốt, gì khá là tốt. Còn cái dòng mà Kia Carnival này thì không có gì phải bàn cãi rồi anh chị, rộng rãi nè, option nhiều nè, chạy êm nè. Đó, đây gương nè anh chị, gương thì chiếu hậu là gặp điện nha, chỉnh điện có cam 360 độ nè nha anh chị nha, có cam 360 độ, phiên bản mới 2022. Đó, xe thì là phiên bản là 8 ghế nha anh chị, phiên bản 8 ghế, rộng rãi thoải mái. Xe chất xe rất mới anh chị, chất xe rất mới luôn. Đó thì như em Tâm cũng đã nói á, nếu mà về cái em này á mà em Tâm đánh giá là cái nhược điểm của em này á chỉ là chạy trong những đường thành phố á chật hẹp nó hơi khó khăn anh chị. Đó, nó hơi khó khăn thôi. Ngoài ra là đi xa, đi picnic, đi du lịch này nọ tuyệt vời. Đó, đây là cái khoang hành lý nè anh chị, khá là rộng luôn. Mình đựng được ba bốn cái vali nha anh chị nha. Keo chỉ em này thì nguyên zin nha anh chị, đó mới đi có mười mấy ngàn cây à, chưa rô đai luôn anh chị, chưa rô đai luôn. Mở một cái xe đẳng cấp thương gia anh chị nha. Để em quay cái gầm xe cho anh chị coi. Đó, gầm xe rất là đẹp anh chị, rất là đẹp. Xe này hầu như là sử dụng hoàn toàn 100% trong đường thành phố nha anh chị. Đó, hầu như 100% trong đường thành phố. Rồi đây để em quay cái khoang lái cho mình xem. Xe thì cũng được trang bị là lót sàn nè, dán phim cách nhiệt nè anh chị, nhiều nè. Đó thì về mấy cái dòng này á là option nó đầy đủ anh chị, mình chỉ gắn những cái phụ kiện cơ bản thôi, không cần phải thêm cái gì hết trơn á. Đó, odo là 14.000 cây nè anh chị, có DVD, camera lùi, có đầy đủ hết, điều hòa hai vùng độc lập nè. Đó, chế độ lái nè anh chị, có cần số này nọ, nó cũng đẹp hơn. Xe thì full lịch sử hãng anh chị, full lịch sử hãng. Đó, đóng đóng cửa nè, đóng cửa, mở cốp, tất cả là đều ở trên ghế tài hết nha anh chị nha. Đó, nè, đây là em quay cửa tài cho mình xem. Có nhớ ghế 1-2 nè. Đó, ghế và chỉnh điện 8 hướng, đầy đủ hết. Đó, xe thì trên xe có một vài bao ni lông còn chưa có bóc siêu luôn nha anh chị. Một vài bao ni lông còn chưa có bóc siêu luôn. Rồi, để em quay cái đó, đây là năm sản xuất 2022 nha anh chị, năm sản xuất 2022. Rồi, để em quay khoang động cơ cho mình xem. Đây, khoang động cơ xe. Đó, chất xe mộc nha anh chị nha, chất xe mộc nha. Xe này thì anh chị lên nói chuyện với em Tâm chắc chỉ về giá thôi, chứ còn xe thì không cần phải coi gì đâu anh chị, zin 100%. Đó, chưa có dấu hiệu tháo gì luôn nha anh chị nha. Đó, dạ rồi. Carnival đời 2022 màu xanh anh chị, biển Sài Gòn nha. Anh chị ở Sài Gòn mình tiết kiệm được 20 triệu tiền biển số nè, đi 14.000 cây anh chị. Hiện tại em Tâm đang bán là 1.308.000 nha anh chị nha, 1.308.000 vẫn còn thương lượng cho anh chị lên coi xe luôn. Anh chị nào quan tâm đến xe này thì hãy liên hệ với em Tâm qua số điện thoại trên hoặc là Zalo. Em Tâm mới gửi ảnh chi tiết như thế là xe đó cho anh chị tham khảo. Cuối clip em Tâm xin cảm ơn anh chị và chúc anh chị nhiều sức khỏe.